Chị Vê hôm nay quay được mấy clip rồi chị Vê? Mới 2 clip à. Mới 2 clip mà thấy trời á là muốn là mưa rồi. Hay trời muốn mưa là mọi người ơi. Cái gì á? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của bà Vê Channel nè. Thì hôm nay bà Vê mặc nguyên một cái bộ đồ học sinh này mà còn đứng ngay bách ngang ngoài đường nữa, thì mọi người nghĩ là clip gì đây? Hôm nay là một clip rất là đặc biệt của chị Vê luôn, đó chính là chị Vê sẽ dành ra một ngày dẫn cả shop đi quay TikTok đó. Chị Vê đi quay TikTok là nó bình thường rồi, còn hôm nay là chị Vê đi quay TikTok chung với shop luôn, nó mới đặc biệt. Đúng rồi. Ủa, đâu, ai hôm nay đi quay với ai? Đây, hôm nay đi quay với Mia. Ủa, nhưng mà wow. Trời, ủa sao mọi người đi qua bên đây hết trơn rồi mà Milo còn bên đây nữa, không qua đây đi em. Milo không được, cầm giùm cái đây đi Milo được. Trời ơi, giờ phải cầm đồ rồi. Rồi đưa Quy một cái hũ mà mì xào trứng ra đây. Trời ơi, đây là nhân viên uy tín nhất của shop BB. Đó, ủa cái này của Milo mà sao em dám ăn? Cho miếng à đồ. Chết mày rồi. Thôi anh đây là chúc em may mắn lần sau nha. Run. Phơi áo phơi quần ở ngoài đây mọi người. Trời đất ơi, nghĩ sao mà vừa tới cái chỗ quay của người ta mà mấy ba mấy ông nội phơi quần phơi áo không, chưa quay được gì chưa? Tôi thấy chưa quay là tôi thấy nội bộ lủng củng rồi, nhất là về cái miếng ăn là miếng tồi tàn. Mà tại sao em ăn em không ăn cái đồ của em đi, em lấy đồ Milo em ăn chi cho nó, nãy giờ nó chửi rủa sùm gì đâu. Tại vì có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vậy mới là bạn bè anh trai. Milo sáng về em ăn cái gì rồi mà giờ em ra đây em ăn thêm mì nữa vậy? Trời ơi, nó quất một đũa một hết nửa hộp người ta luôn. Nó phải ăn như vậy á để nó chống đối mấy thằng với em lại ăn ké của nó, nó phải ăn nhanh như vậy đó. Chính xác là như vậy đó anh trai. Ủa cái gì vậy? Em chụp hình. Trời ơi. Hôm nay mọi người có phát hiện là đầu anh dúi cái gì không? Rất là đỏ luôn, đỏ tươi, đỏ liếc luôn. Đỏ cháu luôn mọi người, rất là đỏ. Vừa mới nhuộm hôm qua luôn là hôm nay đi qua TikTok liền ha. Nhìn anh dúi giống như là diễn viên Hồng Kông vậy đó. Dưới với Mia đều tông đen đen. Đó, nhìn anh dưới giống như là diễn viên Hồng Kông. Tuyệt vời anh. Ly này của tôi ông ơi. Rồi ông này cũng muốn luôn. Dạ cái này đậu cụ em chụp hình thôi ạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay TikTok thôi. Yes. 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 Yeah. Bạn bớt ăn cho bạn. Yes. 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 Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quỷ này cái thay nó cỡ đó mà cũng vậy. Còn cái tay kìa. Ở cái tay. Ủa? Là kéo cái gì vậy? Mà kéo hơi nóng, kéo áo mọi người. Trời ơi, vẫn là BB Hao à. Áo độc quyền BB Hao nha mọi người. Như vậy mới gọi là nhân viên gương mẫu được. Đúng đi đâu cũng phải bận đồ BB Hao hết. Đúng rồi. Mẫu có giá là 190.000. Ai mà muốn mua hàng á thì đặt hàng trực tiếp nhắn tin qua fanpage BB Hao nha. Dạ chắc chắn là sẽ không ai trả lời các bạn. Đây bây giờ bà Vê sẽ kiếm ý tưởng quay clip mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ quay tạm ở đây đi, tại vì ở dưới là bây giờ mình không được vào rồi. Mọi người hôm nay có phát hiện chị Vê như thế nào không? Hôm nay chị Vê bận một bộ đồ học sinh rất là dễ thương luôn. Học sinh bên Nhật. Ủa cái đó là tiếng Thái mà. Ủa gì hả? Ồ tiếng Thái mà, nói lại đi. Ủa tiếng Nhật nói sao? Emoji. 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 Ok, chị Vy đã có ý tưởng quay clip rồi. Bây giờ là chị Vy sẽ vô vai đó là một người ăn xin. Cái gì vậy trời? Ăn xin bằng đồ này không có được. Mà cục tay. Cục tay. Lần đầu tiên tôi thấy chị Vy cục tay luôn nha. Đó, rất cục tay mọi người ơi. Tự nhiên cái mình đeo vô cho đã, xong cái mình... đó, cục tay giống như dương quá vậy đó. Cục tay rồi má ơi. Nhét vô lại đó. Rồi, bây giờ chị Vy ngồi ở đâu? Đây là diễn viên chính ngày hôm nay. Đó, anh Quê. Tức Ngọc Quê. Yeah. Ủa, họ Tức hả? Lạ ta. Họ Tức anh Trạng. Hãy thả Tức Kiên thôi. Rồi. Đây, chị Vy đây, bây giờ Quyền ở dưới đây đi lên đi Quyền. Vậy làm sao cho bị dơ chân ta? Không, mình cái bộ cái chỉ cho dơ, Quyền đi xuống chậm người được rồi, tao cũng không phải dơ. Đúng rồi, rồi. Rồi nha. Trời ơi, iPhone 2 quay đẹp quá. Ôi, cái gì? Bên đây nè. Đứng này hả? Đây, đây. Rồi chuẩn bị nha. Giấu tay vô đã. 1 2 3 Hả? Bây giờ đi nè. Bây giờ đi sát thế nào? Đi xa quá, đi gần đây gấp. Em ngồi đi. Em ngồi đi, bây giờ nè. Quyền đi sát thế nào? Quyền cứ đi bình thường, nhìn thẳng. Kiều. Rồi ngồi như vậy nè, để cho chị đi làm cho dễ. Lúc đầu vậy nè, lúc đầu đứng rồi, xong cái chị kia xuống em quay qua em.
không hiểu gì xong cái chị mới nói cái này. Xong cái em mới gật đầu, em mới cúi xuống. Nè, cái quyền quyền ngồi sát trong đây xíu nha, quyền ngồi vậy nè, chui vậy nè. Chui. Rồi đó em chồm lên bỏ vô. Bỏ vô ba lô. Lấy cái này. Rồi cái bắt đầu quyền cái gì đi luôn. Đi luôn không biết gì hết. Xong em tới đây cái em đứng lại. Em thấy em đứng lại xong cái em mới kéo ba lô ra, em mở ra em thấy tiền. Ok, anh em bây giờ kịch bản là sẽ là như vậy, nhưng bây giờ bắt đầu mọi người xem chị Vy diễn nha. Ok. Cố gắng lên nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị coi Dương Quá về Lương về nè. Rồi tập trung nè. 1 2 3. Tôi lắm sĩ, chết tôi rồi. Bạn kẹo không để cho người ta dễ thương, người ta đang diễn cảnh buồn mà. Đâu phải là cảnh vui đâu, chừng nào bà diễn cảnh vui đó thì bạn làm gì cũng được. Còn người ta đang diễn cảnh buồn bạn làm gì. Cái clip của em là không có giật ai giật vô vậy được. Vâng, rồi bây giờ vô coi nè. Quyền vô coi đi Quyền. Đâu? Đó, tay bị cụt nha. Nhờ lau dày dùm nhẹ nha, rồi mình bỏ 500 ngàn vô. Ê, cái đó có quay hay thiếu thấy không? Hay là gì cũng thấy được mà. Nha. Ok mọi người, bạn muốn coi clip này thì cứ lên trên kênh TikTok của chị Vy, gọi chị Tường Vy là vô kênh TikTok chị Vy coi nha. Bây giờ cảnh hai á là chị Vy sẽ nghe lén điện thoại của anh Quyền nên biết được anh Quyền đang cần sự giúp đỡ. Tại vì anh Quyền đang cần 1 tỷ để anh đi du học á. Trời ơi. Nên chị Vy cho. Đúng rồi, cho 500 không mình góp gió thành bão. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi đó. Đây chị Vy với anh Đức với mọi người đang tìm clip nha mọi người ơi. Hôm nay mọi người có cái phát hiện gì không? Hôm nay là anh Đức bận đồ cặp với chị Vy. Đâu ra bận cặp. Nè, màu tím nè, màu tím nè. Trời ơi, quy cô màu tím luôn. Thì sao? Tím trắng. Tại vì chúng mình là định mệnh với nhau á. Ghê quá nói. Tại vì anh biết á là khi anh gặp em thì anh biết anh với em là một rồi. Anh biết nó đang ăn cơm gì không? Cơm chó. Ôi ơi, Milo đang tự kỷ kìa. Hả? Ai biết nó tự kỷ. Hồi nãy thằng Gino dành ăn mì gói của nó nên dành bị khùng á. Tự nhiên cái nó đi. Gì vậy? Gì má? Bảo vệ sợ. Trời, em thì bảo vệ sợ gì? Bảo vệ sợ em thì đúng hơn á. Chán thì mọi người mới hồi nãy bên Sala không quay được, bây giờ tụi tôi phải đi qua bên Lamax thôi. Ai cũng đi thang máy cho của mình bạn Milo là đi cầu thang bộ. Ủa, Milo đâu vậy? Milo bên đây hả? Milo ơi. Chắc Milo đợi đi thang máy đợt sau quá. Ok, bà Milo nghe bảo không biết đi thang máy đâu. Ủa. Ê. Gì? Đâu vậy em? Ủa ai bỏ em đâu, tại em đi trước, em đi một mình thì em gán chịu chứ sao. Chị Vy nói là đi cầu thang đi, thang máy đi không được. Em qua cầu thang cái chị Vy lên thang máy mất tiêu luôn. À thì ra cái vấn đề này là do chị Vy đúng không? Vì chị Vy sao? Hồi nãy em đang suy nghĩ không biết thang máy này có xài được không ta. Cái em mới qua em bấm cái ai ngờ nó xài được, cái em mới đi luôn. Bây giờ để một mình Milo đi thang máy, tất cả mọi người mình sẽ đi thang bộ. Cái gì kỳ vậy anh? Mọi người. Có khi Milo vô mới khỏi bấm nút luôn anh trời. Em bị tổn thương thật sự. Tập đoàn tôi đi quay clip mà giống như là xã hội đen đi đòi nợ rồi. Ủa ơi trời ơi, giờ bỏ tôi đi bộ. Dạ để tôi đi bộ xuống dưới tôi gặp mọi người rồi. Bởi vậy lo nói không anh em. Thôi kệ không sao, lâu mình đi bộ chơi cho vui có gì đâu à. Đây thằng máy đây. Xuống tới rồi nha mọi người. À bây giờ là coi quá trời. Ủa sao cái thằng máy lâu quá vậy ta. Thấy không, tôi đi thang bộ còn nhanh hơn người ta đi thang máy hơn. Thấy chưa, rõ ràng tôi đi còn nhanh hơn mấy bà đi nữa. Quay đâu? Đây nè. Trời ơi, bà V mới quay được có nửa cái clip TikTok thôi mà phải di chuyển chỗ khác rồi. Thiệt là mệt mỏi nha. Này quay hơi đuối mọi người ơi. Wow, chị V vừa mới quay xong một cái clip làm lòng tốt ghê thiệt luôn. Hai bà nội này đang gì thả tim. Thả tim đâu, cho coi thả tim. Thả tim. Thằng này nó có chuối cái điện thoại xuống nè. Thầy quay cách sao đi. Hay là bây giờ đây đưa ra cam chị V quay nha. Vâng, V quay thử đi. Thôi em phát tim cho em quay. Em có cần coi hình không hay là khỏi? Tấm vé trên tay, em bay trên đời xa. Ghê, yeah, đâu, bây giờ lại coi anh dưới quay thử. Yeah. Rồi. Xác vô mọi người ơi. 1. Bấm ngang. Rồi. Quay đi. 2, 3. Cô
mà clip người ta đang quay mà vô mà phá clip tao quá vậy. Bà bê mày phá không à. Thôi à, rồi bây giờ ai mà muốn xem cái clip này full đó thì qua bên kênh của anh Dối hay Mia ta. Kênh em. À, qua bên kênh của anh Dối xem. TikTok của em là duyquangchuong.17, mọi người nhớ vào follow em ủng hộ em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, muốn coi cái clip full là ba người này nhảy thì vô đó coi. Milo sao nãy tự kỷ rồi bỏ đi ta. Milo đây tự kỷ mọi người ơi. Milo qua đây đi, gãy đổ đi em. Chứ sao? Trời đất ơi, thấy người ta thương chưa? Đây là một cô bé gương mẫu, rất là gương mẫu đó, của shop VV2. Em là stylist của shop VV2 nha mọi người. Nhìn mỹ gì Milo rất là giống như chị Bí Ngô, Bí Xanh gì đó. Rất là giống luôn. Ủa rồi bây giờ bà nãy giờ bà mới quay cái một clip TikTok thôi, bà tính nghĩ sao bà không quay nữa hả? Có đâu, giờ quay clip rồi với anh đi. Ủa, clip gì? Tí xíu rồi biết. Ok anh em, bây giờ tụi tôi sẽ quay clip tiếp theo nha mọi người ơi. Đây là kênh của chị V, nhưng mà sao tôi có giật hoài. Đang quay cảnh diễn võ anh em. Mà giờ chuyện bắt đầu quay chị V với anh Đức với lại anh Vũ chết ngang. Yeah. Nãy qua khu sala anh em, nóng vậy sao nóng. Qua cái này nó mới mát nổi anh em. Đó, mát chở. Giờ quay cho chị V. Nè anh Dưới, tóc đỏ đẹp quá anh Dưới ơi. Thấy hai người không bé? Dạ. Anh sẽ lên đây nè. Rồi, chị nha. Rồi, quay, đang quay. Trời ơi, nghĩ sao bây giờ bà Bê bà cho tôi, bà kêu tôi á là quay cái clip TikTok với bả là quay bả nhảy, nhưng mà thật ra là cái clip đó là quay tôi, là tôi gặp như phải cái tư thế vậy nè. Đâu? Là đang quay tôi luôn mới ghê. À, đâu anh trai coi clip đó kênh vậy? Không, cái clip đó là bây giờ là phải chị Bê vô trong kênh chị Bê coi. À đây đã vô. Tự nhiên dạy dây đưa thoại cho mình cầm giùm quay phim để mình mới bật bỏ cái mặt mình phải vậy chứ. Bật bỏ đâu rồi đẹp chết nè. Đây là thoát xứ 999 nha anh em, ok. Rồi 2, 3, vô. Ok chưa? Mệt quá, tôi diễn quay lóc cái miệng tôi mà không nói chuyện rồi tôi diễn không có được. Tại giờ kêu tôi diễn cái miệng tôi cứ rộng. Không sao anh trai. Buồn quá. Từ từ mới quen à. Giống như là đóng MV ca nhạc á trời. Được chưa bà Bê? Nãy giờ quay có cái clip không? Quay 30,000 shot biết tốn biết bao nhiêu là cuộn phim của tôi rồi. Được chưa? Chắc chưa. Trời ơi, bữa nãy tôi cười không được, bây giờ bà Bê bắt tôi quay lại nè. Chứ sao? Có cần cầm điện thoại không? À không, với bộ giơ tay đây. Không? Nè, cầm điện thoại đi. Nè, đứng bên góc này thấy. Sáng rồi. Mình đứt lên camera hài quá nè. Ê, ngồi cho hồi nãy giờ tôi mới quay xong một cái siêu phẩm là anh Gino, anh rất là ngầu luôn. Anh sẽ vô vai là tướng cướp, thấy không? Phải anh sẽ vô vai là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh sẽ biến hóa ra thêm hai đàn em, đó là một đàn em tóc đỏ và một đàn em tóc đen. Đó, đàn em tóc đen qua mới đi chùa về nữa. Nhắc lại anh trai. Chị Bê hôm nay quay được mấy clip rồi chị Bê? Mới hai clip à. Mới hai clip mà thấy trời á là muốn là mưa rồi. Hai trời muốn mưa rồi mọi người ơi. Cái gì á? Thôi mà cái gì đó. Thấy chị Bê nhìn dễ thương quá, hùng cái thương. Cái gì vậy trời? Để xem dựng mòn này chơi. Trời đâu được, thả mòn vô đây bảo vệ bắt sao? Sao đâu, mòn bà sữa bảo vệ không bắt đâu. Dám không? Ngồi vô đây còn bắt nó chỉ động vật. Không bắt mới sợ bà ơi. Cái gì vậy? Cái gì xấu dữ. Cái tướng này mà sống dân trà cái gì không biết. Chị bên nãy em không có, này mặc đồ Hàn Quốc đi nhảy nano. Không, cái này vui nè.
đối với chị Vy á là cái nào cũng vui hết trơn á. À, clip chi tiền, chi tiền. Anh Đức làm góp tiền đi, xong cái chị Vy chia cho mọi người, xong cái cuối cùng anh Đức phát hiện cái chị Vy trả lại tiền anh Đức. Trời ơi, chứ đâu chị Vy phát hiện, chị Vy lấy hết tiền của anh Đức luôn. Được, 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 được. Được không? Alo. Alo. Quay hả? Quay đi dưới nè. Ở quay trước đi. Quay trước đi. Hả? Trời ơi. Thiệt tình luôn á. Anh Tuấn ơi, thiệt tình vậy luôn. Anh bất chấp gì luôn hả anh Tuấn? Đúng anh bất chấp gì luôn hả? Tôi coi cái số thôi tôi thấy hay lắm á. Hay là ông ngờ anh Tuấn bất chấp gì luôn á. Đó, số luôn kìa. Có nghĩa là khi ra đường mà đụng giang hồ là mình phải kêu bạn mình quay mặt đi, cái mình quỳ lại giang sinh đó. Đúng vậy. Rồi ơi, bây giờ quay cái clip chị Vy đi. Quay thì đi nha nè. Nè kiểu gì nè. Dưới với Vy A đang đứng dập, xong cái hả mít mấy cục người đi ngang qua. Nhà có kiểu gì nhờ chụp chùm. Xong cái chụp. Xong cái đang vậy cái hết hồn cái quạt điện thoại luôn. Mở lên. Trời ơi. Này lên phải lóc nhìn cho giống khỉ. Luôn. Chứ sợ nó chạy luôn xong cái Vy A kiểu quá quá. Ủa Vy A vậy. Được. Ý là trong cái bộ clip này sẽ có một người là ma đó. Đúng rồi, vẫn chưa được hay không, chuẩn bị chụp á. Sắp tới là sẽ quay cái clip á là bạn Mia là ma, bạn Mia là người không có thật nha. Đó, Mia là người giả, người ma nè, bắt đầu chụp hình selfie với anh đầu đỏ. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, vô. 3, 2, 1. Rồi, Vinu vô nè. Anh ơi. Đó, anh Vinu chụp giùm nè. Ê, nó nghe nè. Có nào Vinu quăng thể trượt cái quăng đứt đây không? Có thì lúc đó là bạn Vinu sẽ hậu quả khó lường. À, một lát chụp cái cảnh dưới đứng yên một mình ra sao đúng không? Yeah. Rồi. Lúc nào em chụp tự sướng thì tại nếu em quay điện thoại về sẽ thấy. Giả bộ chụp tự sướng luôn đi. 3, 2, 1, diễn. Rồi Vinu vô. Anh ơi. Hết hồn nè. Hết hồn luôn. Bà nó cười đó. Bà nói bà diễn không thể giải trình. Trời ơi bà ma, bà phải ngầu lên chứ sao bà lại cười. Em lỡ phá rồi. Quay gì vậy? Ủa nhưng mà cái khúc cuối đó là sao ta? Ai là cái người coi tấm hình đó? À khúc cuối đó mình sẽ chụp. Còn sẽ ráp không? Lúc em dựng clip mình sẽ ráp vô. Nhưng mà nhớ nhớ thấy đứng chụp nha. Nhớ đứng. Đúng rồi, em vừa cầm cái điện thoại lên á là ráp cái hình chụp nó vô là được rồi. Cái chuyển cảnh ra là em bỏ điện thoại xuống em chạy. Rồi quay lại đi, sắp mưa kìa, quay lại đừng có cười nữa. Lại anh em. Màn 3 cảnh 1. Chuẩn bị. Action. Em trời ơi, sắp tới đoạn rồi, bây giờ em chuẩn bị cơm nước cho đoạn như thế nào rồi? Dạ sắp xong rồi mọi người. Đúng rồi, hôm nay là phải có vịt quay Bắc Kinh nè, heo quay Tứ Xuyên nè, heo sữa bánh bao nè. Rồi ốc heo hầm thuốc bắc lên, nó dặn em là phải làm hết rồi nha. Sao con nhỏ làm nổi anh trai? Đó là chuyện của nó, sao tao biết được? Màn 3, cảnh 1, bố quay lại chuẩn bị action! Rồi, Vinu đi nghe qua nè. Anh ơi. Rồi, mát. Vinu chụp đâu có cần cái đứng cái tướng. Ê, chỗ gì vậy má? Ê. Má ơi! Chạy ngay đi! Ủa, sao đây Mia? Thấy chồng tay Mia cười vậy ta? Đó, giống điện thoại đây mất tiêu luôn rồi. Giờ sao anh dưới? Giờ gọi cho anh dưới. Ủa Mia cầm mà. Thôi bây giờ trời sắp mưa rồi, bây giờ mình vô trong Vinhome mình ăn cơm đi. Tại vì hồi nãy anh có kêu đầu bếp chuẩn bị món ăn cho mình nhiều lắm. À, ở trong có gì anh trai? Ở trong có vịt, gà, heo, bò, gà các kiểu. Đó giờ đầu bếp đang ngắm sao trên trời. Đang quay mọi người, trời mưa bây giờ tôi phải chạy vô trong trung tâm thương mại chơi đó. Milo giờ chụp cái con khổng lồ này nè. Milo thấy đồng loại của mình là Milo thích lắm nên Milo sẽ chụp hình chung với đồng loại của mình. Đó. Đang chụp. Dạ vô. Trời ơi mình đứng cái dáng chụp rất là mệt. Phải chụp ra đồ. Bà Vy này bà chân dài, bà đi nhanh thiệt luôn á. Bây giờ tôi phải giết theo bà đi nè. Có bà à. Vy vô lựa ghế đi, Vy lựa cái đi Vy. Ủa chi vậy, tính đẻ hay gì? Thì
Vậy chứ sao phải đẻ chứ? Không lẽ để tôi đẻ? Tôi đẻ rồi tôi cũng đẻ nữa. Anh không coi trong cái phim tập 1 của Nano hả? Con trai cũng đẻ được. Hải Di Lao. Ủa em có phim Nano hả? Ừ. Hải Di Lao là gì? Hải Di Lao hả? Hải Di Lao. À, hôm nay là Minh Bao Win Shop đi ăn Hải Di Lao. Hải Di Lao. Trời ơi, trong đó nghe nói bán vịt ngon lắm á. Để qua đây. Tự nhiên cái nực dữ ta. À, mọi người ơi, bây giờ đã là cuối ngày rồi. Sau một trận mưa tầm tã thì bà Vê cũng quay được vài clip. Nhưng mà quay ở dưới à, nói chung là quay ở trong cái gì anh? À, quay ở trong Lan Mát. Lan Mát đúng rồi, tí xíu nữa à. Mọi người muốn coi clip thì cứ follow TikTok bà Vê nghe. Còn bây giờ bà Vê sẽ ăn sương sương để mình ăn chiều đó. Vê, thấy tội nghiệp bà này, bà này nãy bà đi theo. Bà không quay được cái gì cho bà xách đồ đây. Là bà này giống như bây giờ là trợ lý cấp cao nhất của shop BB House rồi. Quá mệt mỏi mọi người ơi. Hôm nay Milo hả? Là có tâm luôn mọi người. Xôi gai luôn á mọi người, là đang quay được hai clip á thì mưa quá trời luôn, đây là ướt sơn hết trơn luôn. Đó, rồi cái tụi tôi đi vô trong Lan Mát á, đi vô dưới Vinhome á, đi vòng vòng chơi nãy giờ nghỉ mệt, bây giờ hết mưa rồi đi lên. Nhưng mà ngộ nha, mỗi lần trời mưa xong cái đói bụng mà đói bụng thì ăn mì gói là hết sảy luôn. Ăn sương sương đó. Đó, giờ chị Vi ăn thử đi. Ăn cho mọi người xem nha. Đây ăn thử mì gói ở Lan Mát mọi người ơi. Trời ơi, ở nhà không ăn mì gói lên Lan Mát ăn không hà chứ không gì trơn. Đó. Ngon đi không? Thử không? Nãy ăn rồi. Ăn rồi. À nãy Milo ăn rồi, ăn hộp rồi mọi người. Ngon. Ha. Ở đây mình chan tương ớt với lại tương cà vô cực kỳ xịn. Trời ơi, đây Thanh Niên. Thanh Niên ngồi dưới Lan Mát xong rồi để quên bịch đồ hên là còn ở đó. Chứ mà để quên ở ngoài đường là nó không còn ở đó đâu. Đúng rồi, rất nguy hiểm rồi mọi người. Đây, đây là cái trứng bà Vê thích nhất là ăn trứng lòng đào nha, quá đã, quá đã, quá xịn luôn. Thôi tôi không có ăn trứng lòng đào đâu, Vê ăn đi thôi. Bà Vê thích ăn trứng lòng đào luôn á. Bạn nào mà thích ăn trứng lòng đào giống bà Vê thì comment phía dưới nha. Đây là lần đầu tiên bà Vê quay clip hậu trường TikTok, nhưng mà hậu trường TikTok là dẫn quy một cái cờ shop của mình đi quay TikTok luôn, rất là vui. Mọi người muốn mà những cái clip như thế này nữa thì cứ comment phía dưới, bà Vê sẽ thực hiện nha. Mọi người ơi, tập trung chào tạm biệt mọi người nè. Khoan, bây giờ trước khi tạm biệt á, từng người đọc cái kênh TikTok của mọi người đi cho các bạn biết, các bạn qua okay. Xem bây giờ Milo đọc kênh TikTok đi. Ai đi TikTok nha bé? Mình đâu không một nha mọi người. Ok. Đây là Duy Quang Chương .17 không biết dấu nha mọi người. Rồi, anh này có kênh TikTok nè. Đây là kênh của mình. À, anh này đưa hiện đại lên rồi, ok. Mọi người nhớ vô follow nha. Còn anh này Duy A Cộng Duy Nu 76 2G. Của mình là Tuấn Lầy 2309 nha mọi người. Đó, còn đây TM anh. Rồi 2612. Rồi, ok. Rồi, ok, tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người, nhớ xem những cái clip TikTok hôm nay tụi tôi đi quay nha. Tạm biệt mọi người.